Thời khắc giao thừa chuẩn bị đón chào năm mới nhâm dần 2022, tối ngày 29 Tết, đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy đã đi thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ, các y bác sĩ của ba cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trực đêm giao thừa. Báo cáo với đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy về các nhiệm vụ được giao, thủ trưởng đại diện các đơn vị đã cắt cử quân số tham gia, thường trực đủ theo quy định, đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh, công tác cứu nạn cứu hộ trong đêm giao thừa và dịp Tết nguyên đán theo tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Thay mặt lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, nhất là đơn vị Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường trong thời gian qua ngoài việc làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đơn vị còn chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo đúng sự chỉ đạo chung của tỉnh, huyện. Đồng chí Phó Bí thư huyện ủy cũng gửi lời thăm hỏi sức khỏe và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, y bác sĩ, chiến sĩ lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cán bộ, công nhân điện lực Vĩnh Tường, chúc tập thể các đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đồng chí Đàm Hiếu Khanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy và các đồng chí trong đoàn đã tặng quà của huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, y bác sĩ của trung tâm y tế, cán bộ, công nhân điện lực Vĩnh Tường và đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 3, chúc các đồng chí và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc